may là 5 giờ hơn thì mới tỉnh dậy, không thì mình mà tỉnh dậy được 4 giờ ra đợi nó thì còn liệt luôn. Xong nói nó chuyện ra đến đấy đợi nó 2 phút không thấy nó đâu cả, gọi điện lại. Em ơi, anh gọi điện cho em cả 2-3 tiếng mà anh còn chờ được không ạ? Bây giờ em phải chờ anh một tí anh mới đến được. Đi hàng không? Hả? Đi hàng không? Nắng. Sao gửi tạm ở một cây xăng một đó? Một tán quân. Nói là gửi tạm nhưng mà nó bảo là chưa bao giờ nó gửi cả vì xe từ Lâm Đồng về nữa. Chưa bao giờ nó gửi cả. Thế nên anh không biết, còn bình thường thì chị toàn gửi cây xăng trở về mà. Chia sẻ với chị được rồi ạ. Hay ai đó? Chị gọi cho thằng Super Long rồi. Super Long mà, là con trai ạ. À? Super Long là con trai đó chị Lan ạ, chị Ngân ạ. Chị nghe cái này Việt phải đến đời xấu. Tí đổ cho chị Ngân biết. Chị mình đừng. Tí để chị Ngân thấy anh ấy thì quay mặt luôn nhá. Cứ đến ông già của tối. Chị Minh Khang ở Vinh chị nhá, ở 2236 phường Bến Thủy thành phố Vinh nhá, chị nhá, ở Sốc Tuệ Nhi ạ. Nhưng mà bên em có nhận, là bên em có nhận ship toàn quốc nhá, có ship toàn quốc luôn. Em thấy áo đó ha. Mang lên chị thanh toán. Áo gì đẹp, bạn ơi, bên bạn có nhận ship đúng không? Mình nhắn tin lên Facebook không hỏi trả lời chứ cả. Còn qua Sóc Tuệ Nhi thì bạn chết cũng tin nhắn, sau đó qua Sóc Tuệ Nhi đưa cho mình đấy nhá. 2 giờ chiều nhá. Em nói nhanh là chị em sẽ nói chậm này nhá. Địa chỉ shop ở 22 Võ Thị 6, phường Bến Thủy, thành phố Vinh nhá. Shop Tuệ Nhi này hôm nay em sẽ xả quần đồng giá. Hôm nay em sẽ xả quần đồng giá là 69k một quần nhá. 69k một quần, đuổi xếp ly rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bên em vẫn có váy và chân váy á. Váy và chân váy cũng xả đồng giá là 50k nhá. 50k váy chân váy 50k này. Rồi làm quần nhá, ok, linh mạnh này, quần đủ màu luôn. Bây giờ đang đầu video này là chị nào đang xem thích màu nào thì chốt luôn đi nhá. Thích màu nào thì chốt luôn để tránh tình trạng là thiếu màu nhá, tránh tình trạng là thiếu màu. Ok chị Minh Khang, ok chị Linh Mạnh này. Quần xả đồng giá 69k nhá, quần xả đồng giá 69k đủ màu luôn. Bên đây em có 6-7 màu này, cho nên là các chị thích màu nào thì comment màu kèm số điện thoại nhá, comment màu kèm số điện thoại. Các chị có thể chia sẻ bài viết cho em này, các chị có thể chia sẻ bài viết cho em để cho là bạn bè của các chị vào xem nhiều á, vào xem nhiều, đôi khi mua chung gộp đơn chung thì ship đỡ phí tiền ship hơn nhá. Đấy, mọi người chia sẻ bài viết của em lên các trang hội nhóm sẽ được đông đông người vào xem một chút nhá. Quần là 69k, còn váy chân váy là 50k nhá. Mẫu số 1 đây. Mẫu số 1 là mẫu màu xanh cổ vịt nhá. Mẫu số 1 là mẫu màu xanh cổ vịt như tay em cầm đây. Mẫu số 1 là mẫu màu xanh cổ vịt như tay em cầm nhá. Màu này mặc rất là sáng luôn. Quần này là quần đùi xếp ly nhá. 69k một quần, xả duy nhất hôm nay thôi. Xả duy nhất hôm nay là 69k một quần cho những ai quan tâm nhá. Cho những ai quan tâm đặt hàng với em trên livestream này chỉ 69k một quần, quần nhận ship code toàn quốc luôn. Ship Vinh thì 10k, còn ship code gửi bưu điện thì tầm 20 đến 25k đổ lại nhá. Đồ mùa hè rất là nhẹ nên là tiền ship không cao đâu mà bên em có trợ ship nhá. Mẫu số 1 đây, mẫu số 1 là mẫu màu xanh cổ vịt nhá. Bây giờ Hương Lãng chia sẻ nhiều với Tuệ Nhi. Đây rất là đẹp luôn, mẫu này là mẫu số 1 nhá, màu xanh cổ vịt đây. Ai lấy chốt cho em mẫu số 1 này. Tiếp theo là một mẫu số 2 này. Mọi người ơi, ai đang xem thì cho em một chấm ấy. Ai đang xem mà quan tâm mẫu nào thì chấm cho em một chấm đi, để em biết là mọi người vẫn đang tương tác nào. Để em biết là mọi người vẫn đang tương tác nào. Mẫu số 2 đây nhá, mẫu số 2 là màu đỏ mật. Mẫu số 2 là mẫu màu đỏ mật như tay em cầm này. Mọi người đang đầu video xem các chị thích màu nào thì chốt luôn đi nhá, tránh tình trạng là tí nữa hết hàng này. Mẫu số 2, cảm ơn chị Linh Mạnh, cảm ơn chị Minh Khang nhá. Mẫu số 2 là một mẫu màu đỏ mật nhá, màu đỏ mật. Đây. Mẫu số 2 màu đỏ mật. Những cái mẫu này các chị mặc sơ vi này, kết hợp với áo crop top hoặc là áo sơ mi hoặc là áo phông sơ vi lại đều rất là xinh luôn, đảm bảo rất là xinh. Mà mặc đi học, đi chơi, đi làm đều rất là ok nhá. Mẫu số 2 đây. Quần đùi xếp ly 100% nhá. Quần này bên ngoài thị trường đang bán với giá rất là cao luôn, cho nên là hôm nay chị nào mà quan tâm thì đặt hàng với em nhá. 69k một quần. Free size nhá chị Minh Khang ơi, 40kg mặc. Rồi ok ạ, mẫu số 2 đấy ạ. Mẫu số 3 đây nha. Mẫu số 3 như tay em cầm đây, mẫu số 3 là màu tím. Màu tím đậm nhá, mẫu số 3 là màu tím đậm. Đây em rơi cao đây các chị ơi, free size nhá, 40kg mặc được, và 6-70kg vẫn bon chen thoải mái nhá. Vì là quần jean mà. Mẫu này mẫu số 3 nhá.
69k một quần, 69k một quần nhá. Chị mầm non ơi, chị mầm non năm sữa ơi, 69k một quần chị nhá. Ai mà đang xem thì comment hộ em cái chữ là đồng giá quần 69k, 60kg vừa chị là mầm non năm sữa ơi. Không chỉ là vừa đâu mà còn rất là đẹp. Không chỉ là vừa đâu mà còn rất là đẹp. Ok chị Minh Khang, chị Minh Khang là lấy một cái màu xanh của vịt này. Địa chỉ ở 22 Võ Thị 6, phường Bến Thủy, thành phố Vinh nhá. Và giá này chỉ áp dụng cho những ai áp dụng cho những ai đặt hàng trên livestream này nhá. 69k một quần, 60kg không chỉ mặc vừa mà còn rất là đẹp nhá. Ở Vinh nhá chị nhá, giá này chỉ áp dụng trên livestream thôi. Mẫu số 3 ai chốt không ạ? Ai chốt em mẫu số 3 không ạ? Mẫu số 3 là màu tím nhá. Mẫu số 3 là màu tím ở Vinh nha các chị nha. Giá này chỉ áp dụng trên livestream thôi, cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn. Hàng này không đẹp không lấy tiền đâu. Mẫu số 3 nhé, em dừa lại từ đầu. Em dừa lại từ đầu cho những chị nào vừa xem nhá. Mẫu số 1 là mẫu màu xanh của vịt này. Mẫu số 2 đây, 46kg mặc được chị ơi. 46kg vẫn ok nha chị Minh Khang, đảm bảo là rất là đẹp luôn. Mẫu số 2 đây nha, mẫu số 2 là mẫu màu tím này. Mẫu số 2, mẫu số 2 là mẫu màu đỏ mật nha. Mẫu số 2 là màu đỏ mật. Mẫu số 3 là mẫu màu tím cực kỳ rẻ đây này, 69k một cậu được quần. Bây giờ đang đầu video nên là đủ màu, nên là chị nào mà băn khoăn thì đặt hàng luôn đi để tránh tình trạng tí nữa hết màu là không còn màu nhá. Mẫu số 3 đây, ai lấy thì chốt cho em mẫu số 3 này. Quay sát lại cho các chị này, quần xếp đi mặc cực kỳ thích luôn. Quần này có cái đặc điểm là che được khuyết điểm, chị nào đùi to thì che được đùi to, còn chị nào đùi nhỏ thì cứ che được đùi nhỏ. Vì là nó một cái form xếp đi nó rất là thoải mái này. Mẫu số 4 là mẫu màu đỏ này, mẫu số 4 là mẫu màu đỏ còn duy nhất một cái thôi nhá. Mẫu số 4 màu đỏ còn duy nhất một cái, ai lấy chốt cho em mẫu số 4 màu đỏ nha. Mẫu số 4 màu đỏ còn duy nhất một cái, ai lấy chốt cho em nhá. Các chị lấy mẫu nào thì comment mẫu màu kèm số điện thoại cho em là được nha. Mẫu số 4 này nhớ cho em mẫu số 4 còn một cái thôi nhá. Ok, mầm non ong sữa là một màu xanh và một màu đỏ, ok ạ. Ok chị Ngọc Anh Nguyễn nhá. Ok, một cái cho chị Ngọc Anh Nguyễn màu đỏ này. Có duy nhất một cái này cho chị Ngọc Anh Nguyễn thôi. Chị mầm non ong sữa cho em số điện thoại với ạ. Ngọc Anh Nguyễn là Vinh luôn nhá, làm đơn Vinh luôn này. Đấy là mẫu á, bây giờ em like sang mẫu số 4 nhá. Mẫu số 4 này. Mẫu số 4 là màu đỏ mật nhá. Mẫu số 4 là màu đỏ mật này các chị này, màu đỏ mật nhá. Màu đỏ hơi thấm thấm màu đỏ mật này. Quần này mặc rất là thích luôn. Các chị mặc sơ vin hay là thảo buông đều rất là ok nhá. Sơ vin hay là thảo buông đều rất là ok luôn. Đấy, 1m67 mặc được chị ơi, mặc rất là đẹp luôn. 1m78 mặc được. 1m72 mà vẫn đang mặc được đấy. 1m72 khách sẽ khách nhà em đến thử mà ưng dụ đi. Mặc cực kỳ đẹp luôn nhá, cho nên là 1m67 không bao giờ phải lo lắng đâu. Chị mầm non ong sữa cho em số điện thoại nhá. Các chị ơi, mẫu số 4 màu đỏ mận có ai chốt cho em không ạ? Có ai chốt mẫu số 4 màu đỏ mận không ạ? Đẹp tuyệt vời luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Có ai chốt mẫu số 4 màu đỏ mận không ạ? Mẫu này rất là đẹp luôn này đấy. Màu này thì dễ phối đồ nhá. Mẫu số 4 nhớ cho em đây là mẫu số 4 nhá. Đây này, có chị bên cạnh em đang mặc chị nhá. Có chị bên cạnh em đang mặc đây, chị Ngọc Anh Nguyễn này. Chị Ngọc này thì đây Ngọc Anh chắc là nhìn thấy chị rồi mà. Ngọc Anh khách quen mà, em ở phòng Minh Vĩ đúng không? Đây chị đang mặc đây này. Đây chị mầm non ong sữa này, chị này hơi gầy nhá, chị mầm non ong sữa nhá. 40 cân đây. Ngọc Anh cứ yên tâm đi em. Chị mầm non ong sữa cao hơn nên là chị sẽ mặc đẹp hơn và chị người đầy hơn chị mặc đẹp hơn nhá. Chị ấy hơi gầy nhá. Ok, mầm non ong sữa. Mẫu số 5 đây này, mẫu số 5 là mẫu màu tím. Các chị em phải nói là cái mẫu này rất là dễ phối đồ nhá. Màu này rất là dễ phối đồ mà màu này bên ngoài rất là đẹp. Tại là vì bóng đèn trong ốt không được sáng nên là cái mẫu số 5 này này nó hơi bị dìm nhá, chứ màu này rất là đẹp luôn. Chị Minh Khang có chốt không ạ? Mẫu số 5 đây nha. Ai lấy chốt cho em mẫu số 5 này, màu này rất là đẹp luôn các chị này đấy. Màu này dễ phối đồ lắm. Các chị kết hợp với áo màu đen hay áo màu trắng hay là áo màu vàng em đều rất là đẹp nhá. 69k một quần. Ai đang xem thì comment hộ em cái chữ là 69k đồng giá một quần với ạ. Rất là đẹp luôn các chị ơi. Em đảm bảo luôn, chỉ có duy nhất hôm nay về tầm 100 quần thôi. Mà bây giờ đang đầu video á, chị nào mà thích màu nào thì comment nhanh lên nhá, để tránh tình trạng tí nữa hết hàng thì là sẽ không còn màu mà các chị thích đấy, không còn màu mà các chị thích nhá. À, đây là màu số 5 nhá, ai lấy chốt cho em màu số 5 này. Ok, chị Minh Khang lên màu. À đúng rồi, em quên đi đấy. Em thành ra là bị loạn chị ạ, à, em bị loạn mất rồi. Thế có còn màu nâu không? Minh Khang lấy một mẫu rồi à? Mẫu số 6 đi nhá, mẫu số 6 đi. Mẫu số 6 là màu nâu này, mẫu số 6 màu nâu huyền thoại này. Đen còn một chiếc này. Mẫu số 6 màu nâu huyền thoại này, ai lấy chốt cho em mẫu số 6 nhá. Mẫu số 6 màu nâu huyền thoại rất là đẹp luôn đây. Màu nâu đi nhá các chị nhá, đây màu nâu. Ai đang xem thì chấm cho em một chấm nhá. Còn một cái màu đen này. Không có ngắn hơn đâu anh Phạm ơi, không có ngắn hơn đâu em. Mùa hè này mặc quần như vậy là vừa rồi em ạ. Nếu như mà cái dáng xếp mi này mà ngắn hơn thì ngắn hơn về cắt đi. Về cắt hơn các chị, về chị cắt đi kéo cắt quá bình thường, các chị lấy kéo cắt đi rất là bình thường. Vì phía dưới đây họ không may gấu nên cắt rất là dễ luôn. Hôm trước em có cắt thử một hai quần cho khách ở đây cho nên là các chị yên tâm nhá. Mẫu đây là mẫu màu đen này còn duy nhất một quần này, ai lấy chốt cho em mẫu màu đen này còn duy nhất một quần. Ngọc ok, Ngọc Anh Nguyễn là đổi màu nâu ok chị nhá. Ngọc Anh Nguyễn lấy màu nâu ok. Màu đen này còn một quần, ai lấy thì chốt luôn, đen kèm số điện thoại cho em nhá. Màu đen còn một quần nên ai lấy chốt cho em này. Màu đen còn mỗi một quần nhá. Bây giờ em giơ lại này. Bây giờ em giơ lại từng mẫu nhá, em giơ lại từng mẫu này.
Em đưa lại từng mẫu nha các chị nhá, rất là đẹp luôn đấy. Hàng bên em đảm bảo 100% là hàng Quảng Châu nhá, cho nên là chị nào mua hàng bên em thì yên tâm đi. Các chị ơi, ai đang xem thì chấm cho em một chấm để em biết là mọi người vẫn đang tương tác với em để em like lại nào. Ok, chị Út Ngọc lấy màu đen cho em số điện thoại. Út Ngọc là lấy từ video trước này. Ok, chị Phương Trần là lấy mẫu số 4 này. Út Ngọc con có địa chỉ chưa? Địa chỉ. Út Ngọc ơi, con mình địa chỉ luôn em ơi. Đang sửa ơi, màu đen hết luôn rồi chị ơi. Để lại chị Út Ngọc rồi ạ. Mẫu số 4 là mẫu nào nhỉ? Phương Trần đây, mẫu số 4 là màu nào bạn? Bây giờ em giơ lại chị Phương Trần chọn lại cho em nhé, nhưng mà vẫn ghi số điện thoại. Sơ mi lụa đợi mình một tí nhá, mét rưỡi ơi. Tí nữa chị mới like với. Út Ngọc bỏ xanh ra em ơi. Mẫu số 1 đấy nhá, mẫu số 1 là mẫu đỏ mận này. Mẫu số 1 là màu đỏ mận này. Tại lúc này em không tập trung lắm nên là em quên mất sơ mã nhá. Bây giờ em like lại này, mẫu số 1 là mẫu màu đỏ mận nhá. Màu đỏ mận rất là đẹp và rất là sáng con này, màu số 1 đây. Ai lấy chốt cho em màu số 1 màu đỏ mận nhá. Mẫu số 1 màu đỏ mận cực kỳ đẹp con này đấy. Em giơ chậm chậm cho mọi người xem nhá. Giơ luôn cả cái dáng xếp ly này. Dáng xếp ly này may rất là tỉ mỉ đó nha. Mặc rất là mát luôn, mùa hè mà không có quần đủ xếp ly thì là hơi thiếu trong tủ quần áo đấy. Mà 69k một quần thì đừng có thắc mắc với em làm gì. Em liver lấy đen nữa, em lấy đen toàn mẫu đẹp thôi, em liver toàn mẫu đẹp thôi ạ. Đen còn một chiếc nữa này, ai lấy vừa nãy ai lấy các đen. Chị ơi, đen đây còn một chiếc, ai lấy đen thì chốt nhanh nha em nhá. Đen còn một chiếc, ai lấy đen thì chốt luôn nha em này. Còn mỗi một chiếc đen đấy nhá. Mẫu số 1 đây. Mẫu số 1 là mẫu màu đỏ độ và màu đỏ mận này, mẫu số 1 màu đỏ mận này. Mẫu số 2 là màu xanh cổ vịt nhá. Vừa nãy Út Ngọc đổi rêu rồi mà. Đỏ đô. Này. Đưa xanh cổ vịt cho Út Ngọc lấy đỏ đô ra. Mẫu số 2 đấy nhá, mẫu số 2 là mẫu màu xanh cổ vịt này. Mẫu số 2 là mẫu màu xanh cổ vịt, mẫu này mặc rất là sang. Ngọc Anh Nguyễn là lấy đen này. Ngọc Anh Nguyễn lấy đen cho. Rồi ok. Mẫu số 2 nhá. Mẫu số 2 đây, chị Hoài Thương Nguyễn ơi, hết đen rồi. Phương Trần là lấy đỏ đô, ok chị Phương Trần ạ. Ok, Ngọc Anh Nguyễn là lấy cái đen đi, chị Ngọc Anh Nguyễn đi. Lấy đen Ngọc Anh Nguyễn rồi. Đây, mẫu số 2 đây nhá, mẫu số 2 này ai lấy cho em này, mẫu số 2 màu này nhá. Ok, Út Ngọc ạ, mẫu số 2 đây. Mẫu số 2 là mẫu màu xanh, xanh cổ vịt nhá, mẫu số 2 màu xanh cổ vịt. Màu đen hết rồi, Mi Trầm ơi, màu đen hết rồi em ơi. Mẫu số 2 đi nhá. Ok, Minh Khang là lấy thêm xanh cổ vịt này. Chị ơi, hàng này 40kg đến tầm đến 60-65kg vẫn mặc vừa chị nhá. Vì là chị biết đấy, cái form quần xếp ly này này, nó xếp ly như thế này cho nên là mặc rất là dễ mặc luôn. À rồi ok. Vô đây mà đổi anh này. Chị ơi, chị Ngân lại lấy hai cái áo đồng tiền đổi cho chị nữa mấy. Đây nha, mẫu này là mẫu số 2 này. Hai cái áo đồng tiền một đây. Mẫu này là mẫu số 2, ai lấy cho em nhá. Ok Minh Khang. Minh Khang em bỏ thêm đơn cho chị ạ. Mẫu số 2 là mẫu màu xanh cổ vịt này. Thằng này là từ 40kg mặc. Ok Phương Trần là lấy thêm cái xanh cổ vịt nhá. Phương Trần lấy thanh xanh cổ vịt thì tại ok chị Phương Trần nhá. Xanh cổ vịt có ai chốt thêm không ạ? À? Có ai chốt tiếp xanh cổ vịt không các chị ơi, các tình yêu của em? Cứ từ từ đợi em like nhá chị ạ. Hoài Thương Nguyễn ơi, 6 7 màu liền, cứ từ từ đợi em like này. Màu 2 màu xanh cổ vịt có ai chốt không ạ? À? Màu 1 đấy nhá, màu 1 là màu đỏ mận này, màu 1 là màu đỏ mận nhá. Màu 2 là màu xanh cổ vịt có ai chốt không ạ? À? Có ai chốt màu xanh cổ vịt không ạ? À? Màu số 3 này. Màu số 3 là một cái màu đỏ tươi duy nhất này, một cái màu đỏ tươi duy nhất. Ai lấy chốt cho em để bỏ thêm cho chị Phương Trần đi. Phương Trần lấy thêm màu số 3 là một cái màu đỏ tươi duy nhất này. Chị nhỏ bé ơi, 69k một quần đi nhá. Xả đồng giá là 69k một quần. Ai đang xem thì comment hộ em cái chữ là xả đồng giá 69k một quần mấy ạ. Ai đang xem comment hộ em xả đồng giá 69k một quần. Chị Phương Trần ơi, shop của Vinh chị nhá. Giá này chỉ áp dụng trên livestream thôi. Mẫu số 3 là màu đỏ tươi, còn một cái ai lấy chốt nhanh em này, chốt nhanh em tránh tình trạng tính nữa hết để các chị để comment em lại tiếp. Mẫu số 3 còn duy nhất một cái này, ai lấy chốt cho em ấy ạ. Ai chốt cho em mẫu số 3 với các chị ơi, mẫu số 3 màu đỏ tươi rất là đẹp này đấy. Mẫu số 3 được. Ok. Rồi đúng rồi đây. Đỏ 2 cộng xanh đúng không? Rồi đúng rồi. Đỏ 2 là đỏ nào đấy? Nhỏ bé cho mình số điện thoại đi ạ. À. Cảm ơn chị Huệ Nguyễn nhá. Chị nhỏ bé là lấy một cái quần này đúng không? Với lại một cái quần xanh số 2. Chị nhỏ bé là lấy một cái quần màu đỏ tươi này với lại một cái quần màu xanh cổ vịt nhá. Mẫu đấy, bây giờ em giơ lại mẫu số. Các chị nhớ cho em này, các chị nhớ cho em đây là mẫu số 1 nhá. À nhỏ bé là lấy 1 và 2. 1 và 2. 1 đây. Đây là mẫu số 1 nhá. Mẫu số 1 là mẫu màu tím này. Mẫu số 2 là mẫu màu xanh cổ vịt nhá. Mẫu số 3 là mẫu màu đỏ tươi như tay em đang cầm. Mẫu số 3 là mẫu. Mẫu số 3 là mẫu màu đỏ tươi như tay em cầm này. Mẫu số 3 là mẫu màu đỏ tươi như tay em cầm. Quần rất là dài luôn nhá. Mọi người mà thích mà ngắn ngắn thì về cắt cho em, cắt ngang luôn là được luôn nhá. Đây là mẫu số 3 nhá. Mẫu số 3 màu đỏ tươi rất là đẹp. Mẫu số 4 màu nâu này.
Có ai thích màu nâu mà những chị nào chọn màu đen chưa được thì có thể quan tâm cho cái màu này này. Những chị nào chọn màu đen chưa được thì quan tâm cho cái màu này cho em. 69k một quần, 69k một quần rất là đẹp này. Chị nào quan tâm màu đen chưa được thì có thể chuyển sang màu nâu này cũng rất là đẹp này. Màu nâu này cũng na ná màu đen này. Màu nâu này cũng na ná màu đen nhá. Nhỏ okay, bé ơi, nhỏ bé là số 1 với số 2. Ok bạn, mình đọc lại rồi. Nhỏ bé cho mình số điện thoại bạn ơi. Đây là mẫu số 4 nhá. Mẫu số 4 đây nha. Mẫu số 4 đây nha. Mẫu số 4 là mẫu ok, Huệ Nguyễn là lấy mẫu số 1 cho mình số điện thoại bạn ơi. Huệ Nguyễn lấy mẫu số 1 cho mình số điện thoại đi ạ. Các chị lấy mẫu nào thì comment kèm số điện thoại cho em nhá. Đây là mẫu số 4 này, mẫu số 4 chị nào chọn màu đen chưa được thì có thể quan tâm sang mẫu này nhá. Ok, nhỏ bé là lấy thêm màu nâu này cho em. Nhỏ bé là lấy 3 sản phẩm đúng không? Nhỏ bé là lấy thêm mẫu này này. Áo thì đợi em một tí này chị Minh Khang ơi, chị Huệ Nguyễn cho em số điện thoại đi ạ. Chị Huệ Nguyễn, chị đứng đây cho chị nó xem cái. Đây nhá, chị này thì rất là thấp rồi này, chị này có mỗi 1m50 thôi. Đợi em một tí nhá. Đây, chị này rất là thấp luôn đấy. Và chị này hơi gầy nha các chị nhá, hơi gầy. Mẫu này rất là đẹp luôn đấy. Mẫu số 4 đi nha. Ok, nhỏ bé này, mẫu số 4 này. Mẫu số 4 có ai chốt thêm nữa không? Có ai lấy thêm màu này? Chị nào khi nãy chưa lấy được màu đen thì có thể quan tâm sang màu này này. Chị Huệ Nguyễn cho em số điện thoại đi ạ. Chị nào lúc nãy chưa lấy được màu đen thì có thể quan tâm sang màu này cho em. Màu này rất là đẹp luôn này. Không gửi xe được nha, chị là lấy hàng ở bên em rất là bận luôn, không có thời gian. Chị ơi, tháo chip với chị được. Chị ơi, tại vì bên em rất là bận luôn nên không có thời gian xe nhá. Ship code gửi bưu điện rất nhanh và rất là rẻ luôn. Đây là mẫu số 4 này, lấy chốt cho em này. Mẫu số 4 màu nâu này. Mẫu số 1 này. Mẫu số 4 màu nâu đây nha. Đừng có để lấy. Huyền Nguyễn cho số điện thoại bạn ơi. Cho em số điện thoại đi ạ. Chị ơi, màu số 4 này là màu nâu nha, chị Ngọc Anh Nguyễn nha. Màu hơi nâu tây tây một chút. Nâu tây tây một chút nhưng mà hơi lại ngà ngà, màu rất là tối nhá. Cho nên là chị nào lúc nãy chưa lấy được màu đen thì tham khảo màu này cho em này. Tham khảo màu này cho em, màu này rất là đẹp đó này. Màu cực kỳ đẹp luôn. Màu số 5 nhá, mẫu này là mẫu số 5. Mẫu này là mẫu số 4 nhá. Không có sope nhá Lê Hằng ơi, không có sope. Mẫu số 4 ai quan tâm không ạ? Mẫu số 4 ai quan tâm thì chốt cho em nhá. Nhớ cho em đây là mẫu số 4 á. Tiếp theo là mẫu số 5 nhá. Mẫu số 5 màu rất là đẹp luôn này. Mẫu số 5 màu rất là đẹp luôn mà màu này rất là dễ phối đồ nhá. Mẫu số 5 màu này rất là đẹp và rất là dễ phối đồ luôn này. Đây là mẫu số 5 nhá. Mẫu số 5 này là màu tím Huế này, mẫu số 5 màu tím Huế nhá. Màu này thì sáng và được cái là dễ phối đồ. Đấy. Quần khá là dài nhá. Chị Huệ Nguyễn có lấy được không ạ? À? Để em chốt đơn cho chị, không thì em bỏ ra nhá. Ok, chị Hoài Thương Nguyễn là lên mẫu số 4 cho em số điện thoại chị ơi. Chị Hoài Thương Nguyễn cho em số điện thoại đi ạ. Đây là mẫu số 5 nhá, mẫu số 4 là chị Hoài Thương Nguyễn lấy đây. Mẫu số 4 chị Hoài Thương Nguyễn lấy nhá. Chị nào chưa lấy được màu đen thì em khuyên là các chị nên lấy sang màu này rất là ngà ngà luôn. Mẫu số 5 đây nha. Đây là mẫu số 5 như tay em cầm. Mẫu số 5 là màu tím đấy. Màu này thì được cái phối đồ rất là thích luôn, phối đồ rất là dễ luôn. Mà màu này thì quần màu này rất là hiếm á, cho nên là chị nào mà chưa có quần màu này á, chưa có quần màu này thì chị có thể tham khảo. Bạn đằng sau cười, bạn đằng trước là bạn không tự tin đấy. Bạn bên cạnh mà lườm nữa. Màu số 5 đây nha. Bạn gái rồi mà cũng cảm thính linh tinh. Đây chưa kịp thả cá đớp rồi cá chưa không người yêu bao giờ. Mẫu số 6 đây nha. Trèo chị đưa. Mẫu số 6 đây nha các chị ơi, mẫu số 6 mẫu này là màu tím cẩm. Màu tím cẩm nhá, mẫu số này là màu tím cẩm này, mẫu số 6 màu tím cẩm này. Chị Hoài Thương ơi cho em số điện thoại chị ơi. Mi cho chị mượn quần này. Mẫu số 5 đây này chị này, mẫu số 5 đẹp lắm chị Thủy Dung Nguyễn ơi, mẫu số 5 là màu tím nhá chị nhá, mẫu số 5 là màu tím nhá chị Dung ơi. À, nhỏ bé thấy số điện thoại nhỏ bé chưa? Rồi nhỏ bé chốt rồi bạn ơi, chốt lâu rồi mà. Mẫu số 5 đây nhá, mẫu số 5 đây, mẫu số 5 rất là đẹp này. Ai mà lấy chốt cho em mẫu số 5 còn ít chiếc thì ai lấy chốt cho em mẫu số 5 nhá. Chị Thương Nguyễn ơi, Hoài Thương Nguyễn ơi cho em số điện thoại đi ạ. Nhỏ bé ơi, chị ở Vinh nhá, chị ở Vinh. Mẫu số 5 đây nhá, đây là mẫu số 6 này. Mẫu số 6 này. Màu này rất là đẹp luôn. Mọi người hôm nay không đặt hàng với em thì đừng có tiếc. Vì thứ nhất là ở cái thời điểm này bây giờ đang có rất là đủ màu nhá. Và thứ hai là em xả đồng giá là 69k, rất là đẹp. Số 6 đây chị Kiều Anh ơi, số 6 đây nhá. Đây là số 6 này. Chị Hoài Thương Nguyễn có chốt không ạ? Ngọc Anh Nguyễn ok, Hoài okay, Thương Nguyễn okay. Ngọc Anh Nguyễn và Hoài Thương Nguyễn ạ. Mẫu số 6 đấy nhá, mẫu số 6 này chị Kiều Anh có chốt mẫu số 6 ạ. Hàng này cực kỳ đẹp luôn, đảm bảo không đẹp không lấy tiền đâu nhá. Hàng này rất là xinh luôn đấy. Số 4 là màu gì? Chị nhỏ bé ở 22 Võ Thị 6, phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Shop Tuệ Nhi có nhận ship toàn quốc nữa nhá, ở Vinh nhá.
Mẫu này là mẫu số 6 này, ai lấy ai chốt mẫu số 6 đúng không ạ? Mẫu số 6 màu rất là tây luôn. Em làm bảo ok Kiều Anh. Kiều Anh là lấy mẫu số 6 đúng không? Kiều Anh là lấy mẫu số 6 đúng không ạ? Có ai lấy mẫu số 6 đúng không ạ? Đúng rồi, ok Hoài... ok Kiều Anh ạ. Ai chốt Kiều Anh không? Hoài Thương Nguyễn ơi, Hoài Thương Nguyễn có đơn mà. Hoài Thương Nguyễn này. Ai có ai chốt màu này nữa không ạ? Em đảm bảo là em xin cam đoan với các chị một điều là như này này, khi các chị nhận hàng này các chị rất là bất ngờ luôn. Thứ nhất là chất rất là đẹp, thứ hai là màu. 69.000 một cái chun quần này. Thứ hai là màu bên ngoài đời á, màu bên ngoài đời rất là ok luôn, đẹp hơn trên livestream rất là nhiều nha, tại vì bóng đèn trong ốp em không được tốt lắm cho nên là màu nó giảm độ đẹp vẫn 10-15% rồi. Chứ mà thực ra là ngoài đời rất là đẹp nhá, màu số 6 đây, ai lấy chốt cho em thêm màu số 6 không ạ? Ai lấy màu số 6 thì chốt thêm nha các chị ơi, màu số 6 rất là đẹp này. Chị ơi, cân nặng là từ 40kg trở lên là mặc vừa rồi. Cân nặng 40kg trở lên là mặc vừa rồi. Màu số 6 đấy nhá. Tiếp theo là màu số 7. Màu số 7 là màu đỏ đô nhá. Màu số 7 là màu đỏ đô. Có zoom nhỏ bé nhá. Có à, màu số 7 là màu đỏ đô đây. Màu số 7 màu đỏ đô đây. Ai lấy chốt cho em mẫu số 7 màu đỏ đô này. Màu đỏ đô đây. Rất là đẹp luôn. Chị nào mà lấy mẫu nào thì comment cho em nhá. Màu nâu tây không có bạn ơi, không có màu nâu tây nha Yến ơi, màu nâu tây không có bạn ạ. Bây giờ em like lại từ đầu nha, em like lại từ đầu từ 1 đến 7 cho các chị chọn này. Ai đang xem thì chấm thêm 1 chấm, bây giờ đang còn 7 màu đấy, chưa tin được còn 3 màu thì các chị bắt đầu khó chọn hơn rồi đấy. Cho nên là chị nào đang xem thì đừng bao giờ phải lo về chất hay là về giá nhá. Giá thì rẻ như vậy thì các chị biết rồi, còn chất thì em đảm bảo luôn là cực kỳ đẹp nhá. Hàng này không đẹp không lấy tiền đâu, cam đoan đấy. Mẫu số 1 đây nha. Mẫu số 1 là mẫu mẫu màu tím nhá, tay em cầm nhá. Mẫu số 1 là mẫu màu tím đây. Màu tím này rất là đẹp luôn các chị ạ. Màu tím này rất là đẹp luôn nhá. Đây. Mẫu số 1 đây nha. Mẫu số 2 là màu xanh cổ vịt này. Mẫu này màu xanh cổ vịt này các chị nhá. Em ra ngoài shop là 140k. Đúng rồi đấy chị ạ, à, ra ngoài shop 140k là chị nói đúng rồi đấy. Mà em bán là 69k. Bây giờ 140 chị mua được 2 quần mà được thêm 2 cái kẹo đấy. Mẫu số 2 đi nha. Mẫu số 2 là màu xanh cổ vịt này. Màu xanh cổ vịt rất là tây luôn. Màu này rất là đẹp nhá. Mình ngồi ngẩn đây rồi. Hai người đi ngồi ngẩn để tính nè. Đây nhá. Áo lụa, Phương mua đây áo lụa thì phải đến tối em mới deliver được nhá. À, em đang đợi thêm một số mẫu áo lụa về nữa, tầm hơn 20 mẫu áo lụa nữa, rất là đẹp luôn, cho nên là em phải đợi đến tối em mới deliver nhá. Chị Lan Thanh Trần ơi, 65kg không chỉ là vừa đâu mà còn mặc rất là đẹp nhá, mặc rất là đẹp luôn. Đây Ngọc Kiều Anh em đang chốt lại đây ạ, màu số 2 đi nhá. Màu số 2 Ngọc Kiều Anh tiếp tục theo dõi nhá. Màu số 2 đây là màu xanh cổ vịt này. Màu xanh cổ vịt nhá. Mẫu số 3 là mẫu màu đỏ tươi, mẫu số 3 là mẫu màu đỏ tươi nhá. Mẫu số 3 là mẫu màu đỏ tươi như tay em cầm đây, rất là đẹp. Các chị có thể chia sẻ bài viết để cho các bạn bè của các chị vào xem, đôi khi những người gần nhau mua hàng thì em gộp đơn chung lại được phí tiền ship nhá. Mẫu số 3 đây. Mẫu số 3 là mẫu màu đỏ nhá, màu đỏ tươi. Đây mẫu số 3 là mẫu màu đỏ tươi rất là đẹp luôn. Tiếp theo là mẫu số 4 nhá. Mẫu số 4 là mẫu màu nâu này. Màu nâu nhá, mẫu số 4 là mẫu màu nâu này. Quần này mặc sơ vin lên rất là đẹp. Ok, Hoài Thương Nguyễn là lấy thêm cái tím em cầm. Tím nào? Tím số mấy chị Hoài Thương ơi? Chị Hoài Thương lấy tím số mấy ạ? Chị Hoài Thương là lấy tím số 1 đi này đúng không chị Hoài Thương? Nếu như mà lấy tím số 1 thì ok là tím 1 cho em nhá. Ok tím 1 đây. Không có cái đấy đâu. Tím 1 đấy nhá. Còn đây là tím 2 nhá. Tím 2 này rất là đẹp này chị Thương ơi. Em đảm bảo là tím 2 này rất là đẹp và rất là dễ phối đồ luôn. Mát. Cái tím 2 này rất là mát và rất là lạ nhá. Không có sai nhá chị Linh Linh ơi. Hàng zoom thì không bao giờ có sai đâu nhá. Đây là mẫu số 2 này. Mẫu số 2 là mẫu màu xanh cổ vịt nhá. 54kg không chỉ là vừa đâu mà rất là đẹp đấy chị Yến nhá. Oanh mua tặng chị đi. Không biết. Mẫu số 3 là mẫu màu đỏ tươi đây, mẫu số 3 là mẫu màu đỏ tươi nhá. Mẫu số 4 là mẫu màu nâu này. Hoài Thương Nguyên chốt lại cho mình với Hoài Thương Nguyên chốt lại cho em ấy ạ. Mẫu số 4 là mẫu màu nâu nhá. Mẫu số 5 đây, mẫu số 5 là mẫu màu tím này, hay là chị Hoài Thương Nguyên lấy mẫu này ạ, mẫu số 5 màu tím này. Màu này phối đồ rất là đẹp luôn các chị ạ, màu trắng kết hợp với áo màu trắng, màu đen hay áo màu vàng đều rất là nổi luôn nhá. Chiều cái quần này các chị mặc đi sơ vi hoặc là Yến Nguyên lấy màu nâu comment số điện thoại bạn ơi. Ok, Yến Nguyên cho mình số điện thoại ship thành phố Hồ Chí Minh á chị. Tầm 20 đến 25k thôi ạ. Cái số 6 là màu tím mà. Cái số 6 đấy nhá. Cái này là cái số 5 mà. Cái số 5 đây, cái số 6 là này. Đúng rồi, cái số 6 chị Hoài Thương Nguyễn là lấy cái số 6 này này. Cái số 6 đấy ạ. Rồi.
chị nhỏ bé không xỉ đâu chị nhá, không xỉ, nếu như mà xỉ thì cũng bằng lẻ luôn rồi, xỉ bằng lẻ luôn rồi, vì em ôm được rất là ít luôn cho nên em không để ra xỉ nhá. Đây là mẫu số 5 này, mẫu số 6 là mẫu Hoài Thương, chị Hoài Thương Nguyễn lấy này, mẫu số 6 mẫu chị Hoài Thương Nguyễn lấy này, đây là mẫu số 6 nhá. Tiếp theo là mẫu số 7 này, mẫu số 7 là mẫu của Đỏ Đô này. Đấy, 7 màu đấy, 7 màu đấy, có chị nào là ưng được màu nào thì chốt luôn cho em đi ạ, có chị nào ưng được màu nào thì chốt luôn cho em đi nhá. Ok, chị Hoài Lan Thanh Trần phải lấy mẫu số 6 này. Mẫu số 6 đây. Chị Lan Thanh Trần lấy mẫu số 6 cho em số điện thoại ạ. Ai chốt mẫu số 6 được không ạ? Đây là mẫu số 6 nhá các chị nhá, ở đây. Quần nơ à bạn. Quần nơ có nhá Bảo Vi ơi. Bây giờ em giơ lại, ok chị Yến này. Mẫu số 7 đây, đây là mẫu số 7 nha, em giơ lại từ 7 đến 1. Mẫu số 7 đây, mẫu Yến số 7 là An Dương Vương Tây Hồ Hà Nội nhá. Đây, đợi em một tí, mẫu số 7 đây nhá, mẫu số 7 đấy. Mẫu số 6 đây. Ship Đà Nẵng tầm 20-25k, không phải ở Đà Nẵng đâu nhá, shop ở Vinh, tại là em chia sẻ lên các hội ở Đà Nẵng thôi ạ, có sale nhá. Mẫu số 5, mẫu số 7, mẫu số 6. Mẫu số 5 đây chị ơi, mẫu số 5 đây rất là đẹp đây, các chị từ từ đợi em một tí nhá. Mẫu số 5 rất là đẹp này, ai lấy thì chốt cho em mẫu số 5. Mẫu số 5 chỉ còn đâu 2 hay 3 quần đấy ạ. Cái quyển đầu em like bán được nhiều mẫu số 5 quá, cho nên là mấy quyển này em hạn chế bớt like mẫu số 5. Cho nên là mẫu số 5 bây đâu đi còn 2 3 quần thôi. Cho nên ai mà lấy mẫu số 5 thì chốt cho em nhá. Ai mà lấy mẫu số 5 thì chốt cho em, để mẫu số 5 còn rất là ít thôi này đấy. Chị nào mà băn khoăn thì ngay bây giờ chọn luôn đi nhá. Vì bây giờ đang còn rất là đủ mẫu luôn. Bây giờ đang còn rất là đủ mẫu và đủ màu. Tí nữa hết đi thì đừng thì rất là khó nhá. Shop của Vinh nhá các chị ơi, có ship toàn quốc. À, có ship toàn quốc nha. Quần nơ hết rồi đúng không? Quần nơ hết rồi các chị ơi, em vừa vào trong em vừa ok, chị Hoài Thương Nguyễn là lấy số 4 với số 6 này. Đây. Hoài Thương Nguyễn vẫn em lấy thôi chị. Đây là số 5 nhá, đây là số 5. Nâu à? À sạc, trả cái sạc cho anh sáng em ấy. Rút một cái sạc cho anh sáng em ấy. Có không? Không sạc đúng không anh? Ok, Bị Ngạn là lấy số 5 này. Bị Ngạn đó, sạc đó, lấy rút ra một cái của anh sáng đi. Mẫu số 5 đấy nha, Bị Ngạn là lấy số 5 này cho em số điện thoại đi ạ. Bị Ngạn lấy số 5 này cho em số điện thoại Bị Ngạn nhá. Số này còn rất là ít luôn, còn đâu 3 hay là 4 quần đấy, cho nên là chị nào mà lấy thì cho nhanh em nhá. Mẫu số 5 đây, Bị Ngạn lấy số 5 cho em số điện thoại nhá. Đây là mẫu số 5. Tiếp theo là mẫu số 4 này. Mẫu số 4 màu đỏ tươi này. Chị chia sẻ nhá. Sơ mi oversize không? Có nha em nhá. Em ơi, chân chị đang bị đau nên là chị không thể mặc được. Chứ mà cho nên chị đang phải mặc quần đùi đây này. Đây này, có cái gì? Đây nhá. Chị giơ như này em xem nhá. Em chị tại vì chân đang bị đau, hôm qua bị ngã xe. Mẫu số 4 đấy nhá, mẫu số 4. Đen hết rồi mà gửi sang anh ơi. Chị Bỉ Ngạn ơi, comment ngay tại đây đi nha. Em không nhận đơn inbox đâu, hoặc là bây giờ chị inbox luôn này. Bây giờ chị inbox luôn thì được, thì em giữ đơn lại cho chị. Ngay bây giờ chị inbox thì có bạn bên cạnh em check inbox nha. Còn bây giờ còn lát nữa thì không được đâu nhá. Đây là mẫu số 4 nhá, mẫu số 4 màu đỏ tươi này. Mẫu số 4 màu đỏ tươi nha các chị nha. Mẫu số 3 màu xanh này. Màu xanh cổ vịt hay còn gọi là màu xanh rêu ấy ạ, màu số 3 nhá. Mẫu số 3 là màu xanh rêu, ai lấy chốt cho em ấy ạ. Mẫu số 3 màu xanh rêu, ai lấy chốt cho em ấy nhá. Mẫu số 3 đây. À Lan Thanh Trần là cộng thêm mẫu số 6 cộng vào đơn của chị Oanh đúng không ạ? Chị Lan Thanh Trần là lấy mẫu số 6 cộng vào đơn của chị Oanh kìa. Mẫu nào này? Mẫu 6 là mẫu này này. Mẫu này là mẫu số 3 nhá, mẫu số 3 là mẫu xanh cổ vịt này. Tìm thêm đơn nào có đơn của Oanh này cộng vào. Mẫu số 3 là mẫu xanh cổ vịt nhá. Ok, nhỏ bé là lấy thêm mẫu này nhá, nhỏ bé cho mình số điện thoại đi ạ. Nhỏ bé lên mẫu, có ai lên mẫu này được không ạ? À? Nhỏ bé có đơn thì đúng không? Nhỏ bé này. Tại là vì chân em đang bị đau không thể mặc được quần được các chị ạ. Chị Bỉ Ngạn ơi, chị comment ngay tại đây nha, nếu như vì lý do riêng tư thì em sẽ. Đây. Mẫu số 3 đây nhá, mẫu số 3 đây. Mẫu số 3 đây ạ. Loãn đây tím cẩm còn cái cuối cùng đấy em ạ. Đây này, số lượng áo, số lượng màu đang còn rất là ít luôn, cho nên là bây giờ chị nào mà đang thắc mắc thì đặt luôn đi nhá. Tránh tình trạng tí nữa hết hàng. Đây là mẫu số 3 nhá. Mẫu số 3 như tay em cầm là màu xanh của vịt này, màu này đẹp lắm, màu này rất là tây và rất là đẹp luôn các chị ạ. Quần này thì 1m5 trở lên là mặc đẹp rồi. Quần này 1m5 là cái chị mua bảo inbox đó, có một cái chị nào bảo. Ừ. Lên zoom mà em ơi, zoom chị không lên rồi em nhá. Zoom bây giờ không thể lên được nữa rồi. Thì em vào Facebook của chị để xem zoom nhá. Bạn ơi, bôi luôn. Chị mầm non non sữa là chị nặng bao nhiêu cân, là năm mấy cân đúng không? Em nói nhớ cân mấy nữa. Cân ạ, vừa thoải mái kia. Bộ lụa không vừa đâu chị nhá. À, bộ lụa thì không vừa.
Sơ mi màu trắng này là 85k chị nhá, 85k. Ok ok để 85K. Em check luôn. Chị ơi 65k một quần thôi nhá chị Hương ạ. À 69k một quần đấy nhá chị Hương Hoa. Anh ơi nãy giờ mọi người mua rất là nhiều ấy. Em đã cam đoan với các chị 100% đều là hàng Quảng Châu nhá. Xả 69k một quần. Bây giờ các chị nào đang xem quan tâm đến quần của em thì chấm xem một chấm mà em. Bây giờ em like lại từng mẫu nhá. Like lại từng mẫu thật là chậm 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 để cho các chị nhìn rõ màu và nhìn rõ chất nhá. Đồng giá là 69k một quần. Ai đang xem quan tâm thì chấm cho em một chấm đi. Các chị chấm cho em một chấm nhá để em biết này. Bi Ngạn chưa nhận được tin nhắn mà. Chị ơi vậy thì không vừa nhá, chị mầm non ong sữa ơi, bộ lụa đấy chị không vừa đâu nhá. Quần thì mặc rất là đẹp nhưng mà bộ Bi Ngạn không thấy có tin nhắn. Chị Bi Ngạn ở đâu à? Chị Bi Ngạn là nếu như mà lấy thì chốt cho em nha, đồ bộ có nhưng mà hiện tại em không like được các chị nhá. Mẫu số 1 đây, mẫu số 1 là mẫu màu đỏ đô. Mẫu số 1 là mẫu màu đỏ đô nhá. Nhớ cho em đây là mẫu số 1 màu đỏ đô này, rất là đẹp luôn. Quay sát chất cái mẫu quần semi bên em này, quần jean này cho nên là bụng to hay bụng nhỏ, béo bụng cao, cao béo gầy thấp gì thì về độ em hết nhá, mặc quần này đẹp hết. Mặc quần này đẹp hết luôn nhá. Đây là mẫu số 1 này, bây giờ đang còn đủ màu. Bây giờ đang còn 6. Đúng rồi, 69k nhá chị Phương Huyền ơi, 69k luôn. 69k thôi nhá. Đây là mẫu số 1 này, ai lấy cho em mẫu số 1 nhá. Phi Minh ơi áo à, chị áo hiện tại em không like nhá chị nhá. Áo như em đang mặc là 99k đủ màu này, màu đen, màu trắng và màu vàng nhá, 99k một áo. Phi Minh nghe quen hả? Mẫu số 1 đi. Mẫu số 1. Đấy. Rồi ok, Đỗ Huyền Trang ở lấy quần số 1 cho mình số điện thoại bạn ơi. Có ai chốt mẫu số 1 nữa không à? Đối với cái những hàng này em không muốn nói nhiều nữa đâu vì nó rất là đẹp nhá, nó rất là đẹp luôn. Phi Minh ok, Phương Huyền lúc này đặt hai cái đúng không? Ok, Nguyễn Ngọc Kiều Anh ở lấy thêm mẫu số 1 này cộng thêm cho Nguyễn Ngọc. Quần tây có nhá, quần tây có nhưng mà em không like được ạ. Mẫu số à quần tây hết rồi chị nhá, mẫu số 1 đây. Mẫu số 1 có ai chốt đơn không ạ? Mẫu số 1 màu đỏ đô này rất là đẹp luôn. Có một chiếc có rất là nhiều màu khác nhá, rất là nhiều màu khác. Đợi em một tí Ngọc Bùi ơi, đợi em 3 phút thôi là xem được 7 màu bên em, 7 8 màu bên em rất là đẹp nhá. Mẫu số 1 còn một chiếc cái này ai chốt luôn cho em. Bây giờ em like nhanh cho ai chốt luôn này. Trang Anh ơi, đơn hôm qua của em gửi rồi em nhá. Mẫu số 1 đấy nhá, mẫu số 1 ai lấy chốt cho em. Đồ bộ thì gửi rồi Trang Anh nhá. Ok, Huệ Nguyễn này. Ok, Huệ Nguyễn thấy số điện thoại Huệ Nguyễn ạ. Mẫu số 1 đây ai chốt nữa không? Ai chốt mẫu số 1 nữa không à? Em xin Huệ Nguyễn vừa nay lấy màu gì em ơi? Huệ Nguyễn comment lại chị với, vừa nay xả mất quần rồi. Cái này lấy gì ạ? Rồi bây giờ Huệ Nguyễn vào xem lại để chọn lại nhá. Bây giờ em vẫn ghi số điện thoại. Bây giờ vào xem lại vẫn đang còn đơn. Huệ Nguyễn này 0973. Mẫu số 1 đấy nhá, mẫu số 1 là màu đỏ đô này. Mẫu số 2 là màu đỏ tươi nhá. Mẫu số 2 còn mỗi một cái thế này. Bây giờ số lượng quần còn rất là ít và màu đang còn rất là ít cho nên ok, Huệ Nguyễn là lấy số 1 đấy rồi. Hết số 1 nhá. Số 1 còn một cái ai chốt nữa không ạ? Ai chốt số 1 luôn không ạ? Chốt luôn cho nhanh nhá. Mẫu số 1 ai lấy chốt luôn cho nhanh này. Đấy, mẫu số 1 đấy nhá. Màu số 2 rất là đẹp này các chị ơi, màu số 2 là một trong những màu rất là dễ phối đồ, một quần màu này rất là lạ, chẳng ai sản xuất quần này, chẳng ai sản xuất quần màu này nữa đâu. Màu này rất là lạ và phối đồ rất là dễ nhá. Các chị phối á, các chị phối quần này với áo này. Cho Loan gọi điện luôn cho số đấy. Các chị phối đồ này với áo này, crop top này, hoặc áo sơ mi hoặc áo phông sơ vin đều rất là ok luôn. Em ơi 40kg mà chị ban đầu liver ấy, chị 40kg mà chị mặc đẹp tuyệt vời ấy, cho nên là em yên tâm nhá, em yên tâm đi. Mẫu này là mẫu số 2 nhá. Mẫu số 2 là mẫu màu tím, ai lấy chốt cho em này. Mẫu số 2 màu tím rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời. Hàng này em đảm bảo cam đoan với các chị là không đẹp, không lấy tiền đâu. Đảm bảo đấy, 100% đều là hàng Quảng Châu nhá. Xả đồng giá là 69k một quần. Quần số 2 màu tím này các chị ơi, quần này các chị mặc sơ vi lên thì tuyệt vời ông mặt trời rồi, mà cái màu này sẽ phối đồ nhá. Đây là mẫu số 2 này. Ai lấy thì chốt cho em mẫu số 2, nhớ cho em đây là mẫu số 2 nhá. Khi mà các chị nhận được hàng thì đừng bất ngờ nhá, vì hàng bên em quá là đẹp luôn, mà màu thì quá cực kỳ đẹp. Đẹp hơn trên livestream nhiều lắm nhá, đẹp hơn trên livestream nhiều lắm. Mẫu số 3 đi nhá, mẫu số 3 là màu nâu tây tây. Mẫu số 3 là màu nâu tây nhá, màu nâu tây. Mẫu số 3 là mẫu màu nâu tây rất là đẹp luôn. Quần semi nhá các chị nhá. Quần này có cái đặc điểm là những chị nào đùng to. Chờ đi mời bà Liên một cái này. Chờ đi mời bà. Cái gì nhỉ? Mẫu này thì được cái là che được cái những chị nào. Chủ shop một cái này. Những chị nào đùi to. Đồng phục xóm à? Những chị nào đùi to hay là đùi nhỏ đều mặc được nhá. Vì kiểu như là cái dáng semi này nó rong rỏng như thế này cho nên nó che được khuyết điểm nhá. Địa chỉ shop ở 22 Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Nhưng mà các chị ơi đừng hỏi địa chỉ cho mất công. Bây giờ em xả gần hết rồi. Đến khi mà các chị hỏi được địa chỉ và tìm được địa chỉ của em thì sẽ không còn hàng nữa đâu nhá. Không còn hàng nữa đâu em ở Vinh nhá. Cho nên chị nào mà lấy thì chốt cho em. Đây là mẫu số 3 nhá mọi người nhá. Nhớ cho em đây là mẫu số 3 này. Ai lấy chốt cho em mẫu số 3 nhá. Đây em giơ lại mẫu số 2 này. Mẫu số 2 rất là nhiều chị quan tâm nên em giơ lại mẫu số 2. Không có màu kem chị nhá. Quần này thì trên 40-70kg đã mặc vừa này, 40-70kg đã mặc vừa. Đây là mẫu số 2 nhá. Còn đây là mẫu số 3. Mẫu số 3 như tay em cầm cũng còn rất là ít thôi này. Chị nào tranh thủ lấy đi nhá. Có túi không chị? Không. Em ơi không có túi em nhá. Quần suông không có túi đâu em quần ơi. Quần suông nhỏ đâu có túi kìa.
Mẫu số 3 đây nhá. Còn Phương họ mà may túi thì cảm giác nó rất là cầm cành, nên là họ không may nhá. Mẫu số 4 là mẫu màu xanh xanh cổ vịt này. Mẫu số 4 màu xanh cổ vịt có ai chốt không ạ? Mẫu số 4 màu xanh cổ vịt này rất là đẹp và rất là lạ. Màu này chắc chắn là không phải quảng cáo nhiều, để cho các chị tự xem nhá. Quần xếp ly này, quần đùi xếp ly. Chị ơi, ship Quảng Ninh là tầm 20 đến 25k nhá chị ở Hương Hương Hoa anh ơi, ship Quảng Ninh là tầm 20 đến 25k thôi, cực kỳ rẻ luôn ạ. Mà quần này bên ngoài thị trường có mấy chị phía trước comment nên là đang bán 140-150 đấy, mà em bán 69k là 70k quần này, quá là rẻ luôn. Đây là mẫu số 4 nhá, ai lấy chốt cho em mẫu số 4 này, màu xanh này. Số 4 màu xanh rất là đẹp luôn. Đây, tiếp theo là mẫu số 5 nhá. Em đổi mẫu số 6 sang mẫu số 3 được không? Số 3 là màu này. Ok, Kiều Anh nhá. Đây mẫu số 4 này. Số 6 đâu? Em đổi số 4. Em đổi số 6 sang số 3 được không? 1, 2, 3 là màu ni này. Màu ni nhưng mà... Này, đây là chỗ cái mũ kêu anh này. Ở đây kìa. Chưa. Có rồi, cho rồi. Đây là mẫu số 5 nhá. Mẫu số 5 có ai chốt không ạ? Mẫu số 5 có ai chốt không? Các chị ơi, 69k một quần. Mua về mà mặc quần này không đẹp, không lấy tiền đâu, đẹp lắm. Tím cẩm sang nâu à? Nâu còn một cái đó thôi. Ờ, nâu cũng được. Này. Các bạn à, không, Nguyễn Ngọc Kiều Anh mà. Đấy là Nguyễn Ngọc Kiều Anh. Nguyễn Ngọc Kiều Anh là một người, còn Nguyễn Kiều Anh là một người nhá. Có hai chị đều là Kiều Anh cả. Em lấy đỏ đô với nâu tây. Ok, Nguyễn Ngọc Kiều Anh là lấy đỏ đô với nâu tây. Còn đơn còn lại sẽ là của chị Kiều Anh. Bên này là của Kiều Anh đúng rồi. Còn Nguyễn Ngọc Kiều Anh bên kia nữa. Nguyễn Ngọc Kiều Anh đây. Còn một người kế là gì? Kiều Anh, Nguyễn Kiều Anh. Nguyễn Kiều Anh đúng không? Nguyễn Kiều Anh bây giờ mới cho, mã số 3. Ok, Nguyễn Kiều Anh này, mã số 3 này. Nguyễn Kiều Anh bây giờ mới cho. Các bạn, các bạn kia, đây chị, các bạn kia lấy chỉ nâu tây với lại ấy thôi. Chị ơi, hôm nay chỉ liver được mỗi quần thôi nhá. Hôm nay xả mình quần thôi, cho nên là liver mỗi quần thôi. Còn nếu như mà chị Phương Huyền mà quan tâm thì vào Facebook em xem nhá. Vào Facebook em xem ảnh người chốt luôn cho em nhá. Vào Phương Facebook em xem ảnh người chốt luôn cho em. Đây là mẫu số 5 nhá. Mẫu số 5 là mẫu màu đấy, màu tím nhá. Bây giờ Nguyễn Kiều Anh đi 0869. Màu tím đậm nhá. Đây là mẫu số 5. 199. 126. Có quần váy nhá Đỗ Huyền Trang ơi, có quần váy em ạ. Quần váy 50k nhé, hay là ai hóng quần váy 50k thì chấm cho em một chấm đi. Số đây 20. Là mẫu số 5 này, ai lấy chốt cho em. Ngõ 73 phường Bắc Quan Hà Nội. Số của Vinh nhé, chị Huệ Nguyễn ơi, 22 Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy, thành phố Vinh nhé. Đấy là mẫu số 5. Còn đây là mẫu số 6 nhá, mẫu số 6 là mẫu màu đỏ tươi. Mẫu số 6 màu đỏ tươi, còn duy nhất một cái này, ai lấy chốt cho em này. Nguyễn Kiều Anh năng là sai số. Em 0869 đúng không? 119. 126. Đây. Mẫu này là mẫu số 6 nhá. Mẫu này mẫu số mấy nhỉ? Mẫu này mẫu số 5 nhá, màu đỏ tươi, còn mỗi một cái ai lấy chốt cho em này, ai lấy chốt cho em cái màu đỏ tươi này, còn mỗi một cái thôi các chị ơi, còn mỗi một cái thôi này. Ai lấy chốt luôn cho em nha. Rất là đẹp luôn. Các chị đang xem ở đây, ai mà chưa cho em địa chỉ thì có thể comment địa chỉ luôn cho em nhé, để đỡ mất công em gọi cho các chị. Quần giả váy 50k này rất là đẹp luôn. Cái này là chân váy 50k nha chị ơi. Chân váy này là 50k này, chị Nắng Hạ này rất là co giãn luôn nha. Hàng Quảng Châu này. Ô được lô quả, hàng Quảng Châu rất là rẻ luôn. Và bán hàng phi lợi nhuận nhá. Cho nên là bán giá là 50k quần này. Phía sau là có xét nha. Chân váy này là 50k này chị Nắng Hạ này. 50k này, ai lấy thì năm có mỗi một cái thôi em ở Vinh nhá, có mỗi một cái này thôi, ai lấy thì cho em này, 50k một cái nhá. Ai lấy chốt cho em ạ. Đây, Đỗ Huyền Trang là lấy chân váy này đúng không? Cho mình số điện thoại bạn ơi. Một cái cho Đỗ Huyền Trang này. Đỗ Huyền Trang cho em số điện thoại với ạ. 50k đây, quá là rẻ. Định Thơm ơi, một qua lấy luôn à. Một đây là một à? Không, một là Đỗ Huyền Trang lấy rồi. Đây, vẫn còn. Một có một số điện thoại luôn em ơi. Huyền Trang ơi, cho mình số điện thoại đi. Ai lấy mẫu số 1 nữa không ạ? Mẫu số 1 đây. Định Thơm mà lấy thì cho em mẫu 1 đây này. Mẫu số 1 đây nữa nha. Ai lấy mẫu số 1 nữa không? Mỗi mẫu chỉ còn ít chiếc này. Các chị biết ở đây hàng, các chị biết ở đây hàng Quảng Châu ấy, nó không nhiều đâu, nó không sẵn đâu. Nguyễn Ngọc Kiều Anh kìa. Ok. Xóm C4 đây. Mẫu số 1 có ai chưa được 50k một cái này, rất là co giãn nhá. Mà hàng này không phải hàng mỏng đâu nhá, hàng Quảng Châu các chị biết rất là dày dặn, cực đẹp luôn nhá.
Ship tỉnh có ship, Đỗ Huyền Trang ơi, ở Nam Định có ship em nhá. Yên tâm đi, có ship. Đỗ Huyền Trang ơi, chị địa chỉ luôn nhá. Này, còn hai chiếc số này, một đây. Một cái M, hai cái M. Còn hai chiếc ai lấy chốt cho em này. Riêng cái quần này mà kết hợp với áo hoặc là sơ vin lên đều rất là ok rồi, mỏng rất là sang, 50k đây này. Em xả cực kỳ rẻ nha, chứ mà khi cái hàng này em mà treo lên kệ thì em bán 100k luôn, chứ không có chuyện là 50k đâu nha. Hàng này em xả phi lợi nhuận rồi. Em nhập cũng không có giá 50k đâu. Quay sát chất cho các chị xem này. Thứ nhất là co giãn nhá, thứ hai là hàng Quảng Châu rất là dày dặn luôn. Đây là có ai lấy nữa không à, có ai lấy quần này không ạ? 50k một quần thôi nhá. Không li vờ áo em ơi, không. Đỗ Huyền Trang ơi, comment lại cho chị xin số điện thoại với em ơi, Đỗ Huyền Trang. Ok, Hồ Thị Nhiệu đợi chị một tí nhá. Ok, Huệ Nguyễn lấy luôn cái này này, bỏ lên cho Huệ Nguyễn một cái này. Bạn em nhắn đó mà. Huệ Nguyễn có số điện thoại chưa? Huệ Nguyễn lấy này, ok này. Cái này là váy nhá các chị ơi, cái này là váy nhá, cái này là váy này. Cái này là váy nhá. À ok, Đinh Thơm mà lấy quần xếp đi số 1 dài á. Ok Đinh Thơm, nhìn trong cái chồng này. Đinh ok, Đinh Thơm lấy cho em số điện thoại đi ạ. Đinh Thơm bảo qua lấy đi qua luôn em ơi. Bạn ơi, chất này là chất vải, chất vải gì nhỉ? Thô, chất vải thô co giãn này, 50k một cái này. Từ từ em like xong mẫu này thì em sẽ like xong mẫu khác à. Mẫu số 1 đây, còn mỗi một cái này ai lấy cho luôn cho em này, rất là co giãn luôn. Rất là co giãn luôn, 50k một quần này, rất là hàng Quảng Châu nhá, rất là co giãn luôn, mặc rất là đẹp, sơ vin lên thì khỏi phải bàn này. Rất là sang chảnh nhá, đây, dáng chữ A mẫu số 1 ai chốt nữa mà, còn mỗi một cái này ai lấy cho chốt luôn cho em này. 50k nhá, nhớ cho em là 50k một chân váy thôi, 50k một chân váy. Không phải quần nhá Huệ Nguyễn ơi, đây là tí nữa thì mình mới lại quần nhá. Quần đây Huệ Nguyễn này. Không cắt cho em à. À không khác nhau. Một em trong đây này. Quần của bọn em đâu rồi, váy của bọn em đâu rồi? Bên đây. Đây này Huệ Nguyễn ơi, cái này là quần nhá bạn nhá, 50k một quần. Huệ Nguyễn mà lấy thì để mình gói ra ngoài này. Các bạn ơi 50k này. Quần hưởng được cái dấu đâu rồi? Thôi cứ để đấy. Đây 50k một quần này, ai lấy thì chốt cho em này, 50k một quần đây này. Huệ Nguyễn lấy luôn. Cái này thì mình bỏ vào thôi nha, rất là đẹp cái này đấy. Em đảm bảo mọi người, nếu như mọi người cho em một okay. Váy. Ngọc Bùi là lấy váy này đúng không? Ok. Ngọc Bùi có một số điện thoại em ơi. Ok, Huệ Nguyễn là đổi cái quần đi ra. Ôi chị yên đi, cứ từ từ rồi. Em không like cái nữa được. Tầm 50kg lấy size khác là vừa nhá, Hồ Thị Nhiệu nhá. Em yên tâm đi, lấy size khác là vừa. Huệ Nguyễn là lấy cái quần đó nè. Còn bạn Ngọc Bùi là lấy cái váy đó, bỏ cái váy của Huệ Nguyễn ra. Lấy cả quần này. Bỏ cái váy ra. Rồi ok, Hồ Thị Nhiệu lấy cái lệch tà đúng không? Cái lệch tà này 50kg vừa nhá Hồ Thị Nhiệu nhá. Hồ Thị Nhiệu mà lấy thì chốt cho chị này. Hồ Thị Nhiệu lấy cho chị số điện thoại 50k một chị cái thế này. Có cả size L này, SML đủ. Đủ size SML luôn nhá. Ok, 55kg lấy size L các là vừa. Các bạn phải comment số điện thoại luôn nhá. Các chị lấy váy hay là quần váy hay là lấy cái gì thì comment kèm số điện thoại cho em, kèm số điện thoại cho em nhá các chị nhá. Rất là rẻ luôn, 50k một cái thế này ai lấy chốt cho em. Đây còn một cái, một size S, một size M, một size L ai lấy chốt cho em này. SML quần váy này, quần giả váy này, SML ai lấy chốt cho em này. 46kg mặc vừa em ơi, vừa. Ok, Đỗ Huyền Trang ở lấy L này. Comment số điện thoại đi em ơi. Comment số điện thoại đi Đỗ Huyền Trang. Đỗ Huyền Trang có đơn này, Huệ Nguyễn là 46kg. Lấy thế mà, cái nào lấy quần váy. Huệ Nguyễn là size L đó. Bỏ cái size kia ra. Cái này sẽ S. Rồi. Quần váy đây bạn, mét rưỡi ơi. Quần váy đây nhá, quần váy đây này. Ok, Ngọc Bùi này. Lệch tà bao khuy ý. Đấy, đấy đâu. Rồi ok, Ngọc Bùi. Nó lấy, cái con Huệ Nguyễn này vừa nãy là nó lấy váy, còn bây giờ nó lấy cả quần váy. Lệch tà bao khuy, Ngọc Bùi, ok. Ok. Ok, Cao Thương quần váy size M 50k thôi, ok. Quần váy size M ok nhá. Cái này hết chưa, cái này hết chưa? Còn một chiếc size L. Còn một chiếc size L này, còn một chiếc size L ai lấy chốt cho em. Ngọc Bùi là lấy size gì nhá? Ngọc Bùi lấy L rồi, hai cái L. Ok. Cao. Ngọc Bùi rồi đúng không? Bây giờ Cao Thương này. Đúng rồi, của em là giống cái này, có nghĩa là Huệ Nguyễn chỉ lấy cái ni thôi, không lấy cái váy thôi nhá. Lấy mình cái ni thôi, không lấy cái váy. Đưa cái này đây đấy, hai cái này đâu phải là với em không? Rồi ok. Chị để chị giả hết đi. Rồi, còn cái mẫu còn thì đưa em. Quần váy này. Còn thêm một mẫu quần váy này, mẫu này size L này, chị nào đậm một chút mặc cho em nhá, 50k thôi này, xả té 50k cho xong nhá. Xả té 50k ai lấy chốt cho em cái này nhá. Còn bây giờ em dơ này, em dơ đây là mẫu số 3 này, ai lấy thì chốt cho em mẫu số 3. Đây size L này, tình yêu Ma Vương ơi, đúng lúc luôn, rất là đúng lúc. Đây là cái size M nhá, tình yêu Ma Vương ơi. Tình yêu Ma Vương mà lấy thì cho chị số điện thoại này, còn mỗi một cái thôi, tình yêu Ma Vương nhá. Em mà lấy thì cho chị số điện thoại này, tình yêu Ma Lương Vương ơi, 50k này. Cam đoan là hàng Quảng Châu mặc cực kỳ thích luôn nhá. Đứa nào bán 65.000 được cái mô đó bây giờ nó mới. 50k nhá. Hai cái 65 chứ. À 65 là cái con lúc ạ. Đây này, tình yêu Ma Vương có lấy size L để cho chị số điện thoại nhá, quần giả váy. Không, ok, tâm tâm mà lấy đúng không? Em cứ bình tĩnh lấy. Số 3 lấy quần đấy. Ok,
Tình yêu ma vương mình để lại cho bạn tình yêu ma vương rồi ạ. Tình yêu ma vương lấy cái size L này. Đây nữa. Ok, rồi Nguyễn Kiều Anh là lấy luôn size L cho chị ạ. Kiều Anh. Còn cái màu nữa không để cho chị Tâm Tâm một cái. Đấy. Còn nữa không? Không, Nguyễn Kiều Anh cho Nguyễn Kiều Anh. Cho Nguyễn Kiều Anh nhá. Tâm Tâm ấy hết mất rồi chị ơi. Tâm Tâm tiếp tục theo dõi nhá. Tiếp tục sang màu. Cái này nhiều lắm. 53kg chị ơi, 53kg mặc mẫu này cho em nhá. Quần giá váy này 50k tiếp này. Tâm Tâm ơi, chị có thể tham khảo mẫu này nhá. Mẫu kia khách chốt hết rồi ạ, mẫu này nhá. Mẫu số 4 này ai lấy cho em mẫu số 4 quần giá váy bên trong nhá. Tâm Tâm ơi, 53kg size mấy đây thầy? M, đây M. L đây 53 cân đây M. 53kg mặc L cho em nhá. Vừa cho Tâm Tâm ơi, Tâm Tâm lấy cho em số điện thoại đi ạ. Là còn hàng bây giờ là còn hai size, là size mấy đó? Còn 2M với L. Còn M với L này, chị nào lấy thì chốt cho em này. Ở dưới 50kg thì mặc vừa, trên 50kg thì mặc L, dưới 50kg mặc M, trên 50kg mặc L. Tâm Tâm ơi vẫn đang còn nhá, Tâm Tâm lấy cho em số điện thoại đi ạ. Tâm Tâm lấy cho em số điện thoại. 50k một quần nhá Hồng Phạm ơi, 50k một quần. Hồng Phạm lấy size nào thì comment cho em. Còn 2M 1L, 2M 1L mẫu số 3, 2M 65kg mặc L nhá Hồng Phạm ơi. 65kg mặc L nhá. 65kg mặc L. Lại bị chói đúng không? 65kg mặc L nhá chị ơi, 65kg mặc 65kg là mặc L nhá. Đây, còn hai size là size M với size L này. Còn hai size là size M với size L, xả đồng giá là 50k một quần đấy, 50k một quần quá là rẻ luôn. Các chị đi ăn một bữa là hết 50.000 là quá chuyện quá bình thường. Này, mà cái này rất là đẹp luôn nhá, xẻ tà là hai cái tà này đi sang hai bên này luôn này. Hàng Quảng Châu nhá, hàng Quảng Châu mặc này, rất là sang này. Này, các chị sơ vin, các chị đứng là ra váy đi hai bên chứ không phải là chéo chéo mà. Quần em mặc là 100k nhá Huyền Trang ơi, quần em mặc là 100k. Hồng Phạm có lấy không ạ? Hồng Phạm có lấy không ạ? 50k một quần ai lấy thì chốt luôn cho em này, còn 3 quần ai lấy chốt cho em nhá, ai lấy mẫu nào thì chốt luôn cho em. Để em chuyển mẫu sang mẫu số 4 nhá. Mẫu số 4. Mẫu số 4 có duy nhất một cái thế này, mẫu số 4 có duy nhất một cái này, quần jean này, quần jean váy, riêng cái mẫu chân váy thì đang rất là hot hit trên mạng này. Quay sát lại này. Mẫu này còn mỗi một cái thế nhá, ai lấy chốt cho em mẫu số 4 này, chân váy tầng này, mẫu số 4 là chân váy tầng nhá. Mẫu này thì không có quần bên trong nhá, mẫu số 4 là chân váy tầng này, ai lấy chốt cho em này. 50k một cái này, ai lấy nhanh nhanh và kết hợp với áo sơ mi hoặc áo phông mặc đi chơi rất là sang luôn các chị ạ. 50k đấy nhá. Cái này hàng em xả đẹp nhá, mặc lên này, bởi vì dáng của nó dáng chữ A. Hàng em xả cực đỉnh rồi. Hàng em xả cực đỉnh này chỉ có 50k một quần thôi. 50k một quần ai lấy chốt cho em nhá. Mẫu này còn mỗi một cái này. Ok, tình yêu ma vương ở lấy mẫu số 4 đây. Huệ Nguyễn ơi hết rồi em nhá, mẫu số 4 hết rồi. Còn một chiếc. Còn một chiếc à? Đợi mình một tí Huệ Nguyễn nào, Huệ Nguyễn lấy cho mình số điện thoại. À, Huệ Nguyễn bỏ thêm order cho Huệ Nguyễn nhá. Còn một chiếc. Mẫu số 4 hết rồi nhá, để lại cho Huệ Nguyễn và tình yêu ma vương ạ. Tiếp theo là mẫu số 5 nhá. Mẫu số 5 là chân váy có quần bên trong này, chân váy có quần bên trong phía dưới là lớp ren này. Mặc mẫu này rất là sang, rất là siêu luôn. Em để ý trên mạng mẫu này toàn bán 230. Nhưng em bán 50k thôi, em bán 50k nha. Huệ Nguyễn và tình yêu ma vương là mẫu số 4. Đây là mẫu số 5 nha, mẫu số 5 em cầm đây. Mẫu số 5 sáng nay chị mặc đẹp. Mẫu này rất là đẹp, 50k một cái thì tội gì các chị không lấy nha. Mặc đi chơi hay là mặc ở nhà thì rất là thoải mái luôn. Mua một cái quần đùi ở tầm 100 đến 130 rồi, ok. Phương Thảo ơi không xỉ nhá. Ngọc Bùi ơi hết chân váy tầng rồi chị ạ, hết chân váy tầng rồi chị Ngọc Bùi nhá. Còn nếu chị Phương Thảo mà ôm lô thì vẫn 50k chị, vì hàng này xả rồi. Có cái mũ đen thì Ngọc Bùi ơi, Ngọc Bùi lấy chân váy tầng comment cho chị đi em ơi. Còn Ngọc một chiếc nha. Chị lấy của người khác cho em, gọi điện không được từ sáng. Ngọc Bùi ơi còn một cái này, chị Ngọc Bùi mà lấy thì em để lại chị Ngọc Bùi cho em số điện thoại nhá. 50k này Ngọc Bùi ơi, 50k nhá, cho em số điện thoại nhá Ngọc Bùi nhá. Nhanh gọn lẹ luôn này Ngọc Bùi, cho em số điện thoại này. Váy suông à, chị có váy suông á chị Lệ Thu nhá. Đây là mẫu số 5 này, mẫu số 5 có quần bên trong nhá. Có quần bên trong. Hơi xếp ly và phía dưới thì pha ren này, mẫu này mặc rất là sang luôn này, rất là đẹp luôn. Các chị kết hợp sơ vin với chân váy này rất là xinh luôn đấy. Mà có quần bên trong này là mọi người đi lại hay đứng lên nó đều rất là thoải mái nhá. Mà phía hai bên thì lại run cho nên là bụng to hay bụng nhỏ đều rất là yên tâm luôn. Kể cả là trước khi ăn cơm và sau khi ăn cơm cũng không có gì phải thắc mắc cả. Vì lúc nào mặc cũng vừa nha. Đây là mẫu số 5 này, ai chốt cho em mẫu số 5. Này ta 1 bán 135 đúng không? Mày bán 50.000. Giờ bán 50.000. Ai chốt mẫu số 5 không ạ? Rất thô đẹp nữa. Này, chuyển sang mẫu số 6 có mấy cái? Ngọc Bùi ơi cho số điện thoại đi chị ơi. Đây là mẫu số 6 nhá, mẫu số 6 màu trắng cho tay em cầm đây. Hai bảy.
màu trắng như tay em cầm đấy nha, là mẫu số 6. Mẫu số 6 viền đen này. Chân váy thô nha các chị nhá, chân váy thô rất là có giãn. Em thề với các chị hàng này năm ngoái em bán 135 mà không đủ cho khách lấy, năm nay em bán 50k thôi nhá. 27. Cái thấy dai là cười tiếp cả mắt rồi. Không mà, chị đi chỉ đang hỏi anh rằng shop ở Vinh nha, chị Hạnh Đào mời ở 22 Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy, thành phố Vinh ạ. Đây là mẫu số 6 nha, những cái mẫu này rất là ít thôi, cho nên các chị đừng hỏi địa chỉ làm gì, để em ship cho, để em ship đến tận nhà cho, vì khi các chị hỏi địa chỉ đến thì hàng em bán hết rồi không còn đâu. Vì những cái mẫu này rất là độc và rất là lạ luôn, chỉ 50k một chân váy đấy nha, 50k một chân váy thôi. Không, ý em không nói là bắt anh giật thay tiền mặt đây, nhưng mà ý em đang nói là ai bắt anh giật tiền mặt bây giờ là hay là như thế nào ấy. Ý em là đây là mẫu số 6 nhá. Đây là mẫu số 6 nhá. Tiếp theo là mẫu số 7 này, cũng màu trắng này, chân váy chữ A nhá, chân váy chữ A mẫu số 7 màu trắng. Đây là mẫu số 7 nhá, ai lấy chốt cho em mẫu số 7 đấy ạ. Mẫu số 7 cực kỳ đẹp lắm mọi người ơi, mọi người mà không lấy với em thì đừng có tiếc. Vì cái mẫu số 7 đấy, màu trắng nó thứ nhất là nó dễ phối đồ và thứ hai là nó rất là dễ mặc nhá, mẫu số 7 đấy ạ. Tiếp theo là mẫu số 8 nhá. Mẫu số 8 này, mẫu số 8 giống mẫu số 7 nhá, nhưng mà là màu đen này, mẫu số 8 màu đen 50k một chân váy, đây này rất là đẹp luôn. Không phải hàng bèo nhèo đâu nhá, hàng này là vì em xả cho nên là mới có giá là 50k đấy ạ. Chứ mà bình thường là em bán toàn 135 đến 150 nhá, nhưng mà hôm nay em xả giá rẻ xuống 1/3. Cho nên là những chị nào ở đây mà có nhu cầu ôm xỉ thì cứ ôm đi cũng rất là rẻ, mà 50k một cái thôi. Về các chị bán gấp đôi là chuyện quá bình thường luôn nhá, cho nên chị nào có nhu cầu ôm xỉ thì cứ mạnh dạn mà ôm đi ạ. Ai đang xem thì chấm cho em một chấm để em biết là mọi người vẫn đang tương tác đấy ạ. Ai đang xem cho em một chấm với nhá, để em like lại này. Bây giờ mọi người muốn xem lại quần đùi xếp ly 69k hay là chân váy với quần giả váy 50k thì comment xuống phía dưới cho em. Các chị muốn xem quần giả váy 50k hay là chân váy 50k hay là quần đùi xếp ly thì chấm, thì comment cho em ạ. Quần đùi xếp ly 69k rất là đẹp luôn. Hôm nay xả rất là mạnh mẽ đó nha. Cảm ơn các chị đã chấm nha, một chấm nha. Đấy, những cái mẫu chân váy như tay em cầm đây này, mẫu này có hai màu nhá, mẫu số 1 hai màu đen và trắng này, chân váy rất là co giãn nha, cam đoan với các chị 100% đều là hàng Quảng Châu. Bạn Huế ơi, chị ở Vinh nhá, ở 22 Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy, thành phố Vinh nhá. Giá này chỉ áp dụng trên livestream với những ai đặt hàng trên livestream cho em nhá. Còn những còn lại khi chắc các chị đến cửa hàng em vẫn tính bán theo giá niêm yết nhá, vì bên em bán hàng theo hệ thống đấy ạ. Bây giờ mọi người muốn xem quần hay là muốn xem chân váy thì chấm cho em một chấm ạ. Dạ chị Hạnh. Chấm bi phía sau đi nhá, chấm bi phía sau đây. Có chân váy xòe công sở đi. Chân váy xòe công sở đến gối ạ. Chân váy xòe công sở đến gối không có nhá, chị Nắng Hạ nhá. Mẫu số 1 đây, mẫu số 1 là mẫu màu đỏ đô. Mẫu số mẫu số 1 như tay em cầm là có hai màu đen và trắng nhá. Riêng cái chân váy này các chị sơ vin này đi làm. Đi học, đi chơi hay đi làm đều rất là ok nha. Các chị sơ vin hay lên hay là mặc về áo sơ mi đều rất là ổn luôn nhá. Cái chân váy này thì chỉ có hai màu thôi, đó là màu đen và màu trắng nhá. Chỉ có hai màu là màu đen và màu trắng này, ai lấy thì chốt cho em này. Đấy, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Hàng này đảm bảo không đẹp không lấy tiền đâu, đảm bảo nhá. Còn hai cái này 50k một cái này, ai lấy chốt cho em này. Quần áo á.
Tiếp theo là mẫu số 2 nha, mẫu chân váy bao quy. Chị ơi áo chấm bi đấy là 95k nha chị Nguyên Văn ơi, áo chấm bi đấy là 95k. Mẫu số 2 đi nha, mẫu số 2 là mẫu chân váy á. Mẫu chân váy 4 khuy này, mẫu số 2 là mẫu chân váy 4 khuy nhá. Mẫu này rất là sang luôn. Đây. 50k một chân váy thôi nhá, 50k một chân váy thôi. Mẫu số 3 đi ạ. Mẫu số 3 là mẫu chân váy đuôi cá màu đen có màu trắng có viền đen nhá. Mẫu số 3 là mẫu chân váy đuôi cá có viền trắng đen rất là đẹp luôn. Mẫu số 3 đây nhá, mẫu số 3 là mẫu chân váy màu đen có viền chân váy màu trắng có viền đen, đấy là mẫu số 3 nhá. Tiếp theo là mẫu số 4 này, mẫu số 4 là có quần bên trong này. Ai đang xem thì chấm lên một chấm, em biết mọi người đang tương tác với em đi ạ. Em chỉ bán đồ nữ thôi nhá, không bán đồ nam đâu ạ, chỉ bán đồ nữ thôi ạ. Mẫu số 3 đây nhá, mẫu số 3 là mẫu chân váy có quần bên trong này, phía dưới này. Phía dưới là có ren nhá, đây là mẫu số 3 chân váy có quần bên trong, mẫu số 3 rất là đẹp luôn. Mẫu này còn 3 cái này, đủ size SML, chị nào mà lấy mẫu nào? Chị nào mà lấy mẫu nào thì chấm cho em một, thì comment xuống phía dưới nhá. Mẫu số 3 này, chân váy có quần bên trong nhá. Mẫu này mặc xếp ly này. Mẫu này là kiểu xếp xếp ly này, mặc đi học đi chơi đi làm đều rất là ok. Mà các chị nhớ là vì là nó có quần bên trong á, nó có quần bên trong nên là mình đi lại hay là ngồi hay là đứng đều rất là thoải mái. Nó có một cái đặc điểm như vậy, nó rất là thoải mái luôn, nên là các chị có thể quan tâm chấm cho em một chấm nhá. Chị Hà Nguyễn ơi, shop ở 22 Võ Thị Sáu, phường Bến Thủy, thành phố Vinh nhá, shop Tuệ Nhi ạ. Shop ở Vinh nha chị nhá, shop Tuệ Nhi ạ. Chị ơi, chị Mơ Hồng ơi, vì cái này có size á, cái này có size, cho nên là chị chỉ việc cho em nó size SML hoặc cho em chiều cao cân nặng thì em sẽ lấy size hợp lý á. Cái này chỉ có 50k một cái thôi nha, 50k một cái thôi chị Mơ Hồng ạ. Đây nha, mẫu như tay em cầm lấy 50k một cái đấy, cực kỳ đẹp luôn. Hàng này đối với em cam đoan với các chị là hàng này nếu như không đẹp thì em không lấy tiền đâu, rất là đẹp luôn đấy. Đây là mẫu số 5 nhá. Mẫu số 5 đây. Mẫu số 6 đây này là một mẫu rất là xinh này, mẫu này là mẫu ba khuy này bạn. Ê không, cái mẫu này là em lấy rồi. Toàn size L. Toàn size L. Size L. Chị ơi, ship về Diễn Châu tầm 20 đến 25k nhá. Ship về Diễn Châu tầm 20 đến 25k nhá chị nhá. Ship về Diễn Châu tầm 20 đến 25k thôi, cực kỳ rẻ luôn các chị ạ. Đưa chị cái máy đấy, chị gọi cái chị bưu điện đến lấy hàng đấy. Ai đang xem thì chấm cho em một chấm với nào. Em tạm thời kết thúc nha, vì bây giờ độ tương tác bắt đầu loãng đi rồi. Em để kết thúc về tí nữa em vào online lại cho các chị dễ chọn nha.